Ok, và chào mừng tất cả mọi người đã lại tiếp tục quay trở lại với channel RAVG của mình. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ lại tới với một cái thể loại game khá là thú vị mà mình lại vừa mới tìm được ở trong blog nhanh game. Một trò chơi mà như anh em có thể thấy đây, hiện tại là mình đang ngồi ở trên một cái chiếc xe ô tô các bạn ạ. Nhưng mà không phải là để đua xe, mà là chuẩn bị làm một cái hành động nó rất là tự hủy. Đó chính là chúng ta sẽ phải nhảy xuống một cái hố tử thần nha anh em. Đây, như mọi người có thể thấy trước mắt đây, nhiệm vụ của chúng ta trong trò chơi này là phải nhảy xuống cái hố này, không biết là để tự hủy hay là để kiếm tiền hay làm gì đấy. Đại loại là ủi ủi đấy đấy anh em thấy chưa? Úi rồi, úi rồi. Tự nhiên kia bay như chưa bao giờ được bay vậy. Bay như chim anh em ạ. Đấy, một trò chơi nó có tên là Drive Car Into the Hole gì đó, hay là Car Dropper gì đó mình cũng chả rõ. Một tựa game mà thực sự là có rất là ít người chơi, chỉ có hơn 100 người chơi thôi. Nói chung là game này mình thấy cũng chủ đề khá là ok, mà tại sao ít người chơi vậy ta? Thôi thì ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng test thử xem nó như thế nào nha mọi người. Rồi, ui xe điều khiển có vẻ khá mượt này. Và nhiệm vụ đầu tiên của chúng ta là chuẩn bị bay thôi nhỉ. Khi nào có xe xịn là mình sẽ được lên đời các kiểu xe khác nha mọi người. Còn giờ là chơi xe đểu này thôi. Nhảy đâu? Úi rồi, xe đâu rồi trời ơi? What the hell? Sao tự nhiên văng ra khỏi xe này trời, hình như bấm nhầm nút cách anh em ạ. Ui vãi cả trưởng thật. Tự nhiên nhảy vát trá thấy xe đâu, người bay lơ lửng. Rồi lại nha, hơi lỗi kỹ thuật. Ai chuẩn bị ai? 3, 2, 1 này. Nhảy. Ui rồi ôi. Nào né cái nhà, né cái nhà. Ôi à. Không sao, không sao, không sao. Ui rồi không sao. Rồi luôn. Có vẻ xe của chúng ta khá là yếu anh em ạ. Sau cú nhảy đó là xe vỡ vụn luôn. Nhưng mà bù lại thì mình đã nhận được hơn 1.000 tiền. Để xem nào, xe này bao tiền ta? Xe này 2.500 tiền mình sẽ mua được nha mọi người. Ok, chúng ta sẽ thử nhảy phát nữa. Nào né cái nhà, né cái nhà, điều khiển đúng không ta? Úi dồi, va trúng con bò gì đấy rồi. Không sao, xe vẫn rất là không có dấu hiệu vỡ gì cả. Rồi vỡ luôn rồi. Ui, game khá là khó anh em ạ. Ok, mình đã đủ 2.500 tiền rồi. Khá là nhanh. Chúng ta sẽ đổi sang cái xe này. Ui, xe này là xe của kiểu mấy anh bạn nào hay đánh gôn này. Ây da, xe này chắc là phải trâu hơn anh em ơi. Xe của người giàu mà, đánh gôn mà. Ui dồi, ui dồi, ui dồi. Ui dồi ôi, chả thấy trâu gì cả. Đụng con bò chết luôn ạ. À. Mình nghĩ là mình sẽ không đi vào cái bật nhảy ở đâu anh em ơi. Mình nghĩ là mình cứ hạ trôi xuống thôi. Nào trôi xuống nào, trôi từ từ xuống nào. Đó, như thế này mình nghĩ là mình sẽ đi được xa hơn. Đó, ui rồi, đã chạm tới cả hoa hướng dương các thứ rồi. Ui cái gì đây? Cần cầu hiêu cao cổ à? Ui ôi, vai cả trưởng hiêu cao cổ anh em ạ. Ui 4.600 tiền. Đổi sang xe này được luôn chúng ta. 25.000 này. Xe này bao nhiêu? 6.500 anh em ạ. 6.500 mới mua được xe mới nha. Nốt pha này là mình sẽ lên được hơn 6.000 tiền là hợp lý này anh em này. Ôi lại nhảy, thôi xong rồi. Nhảy pha đấy là hơi sai rồi, không sao. Lót khe, lót khe. Rồi. Ai à, đúng một cái con bướm khổng lồ anh em ạ. 6.200 tiền. Ok, một pha nữa, một pha nữa. Cố gắng đi sâu tí xem nào, đi sâu một tí xem nào. Rồi trôi đi. Đúng rồi. Đúng rồi, nhẹ nhàng thôi. Rồi. Xe còn tí máu thôi, không sao. Ui, lại tới đoạn hiêu cao cổ. Ui, qua cả khu vực cá sấu anh em ơi. Mình đã đi được khá xa rồi nha. Ok, chúng ta đã sẽ đổi sang xe vàng này nha. Xe vàng này 6.500 tiền các bạn ơi. Quật luôn. Ui, xe này 200 máu này. Xe này trâu hơn rất nhiều nha. Rồi luôn, sao lại đụng pha mất nhiều máu thế. Từ từ. Rồi luôn, còn 9281. Ui dồi, ui dồi. Xe này 200 máu, mình nghĩ là mình có thể đi xa được đấy anh em ạ. Rồi, tới khu cá sấu rồi. Né ra. Ui khu gì đây? Khu này giống kiểu thế giới bánh kẹo nhỉ. Ui ngon ngon rồi, từ từ. Pha này đi cẩn thận anh em ơi, không bật nhảy nữa. Bật nhảy chán quá, bật nhảy không đi được xa anh em ạ. Đấy, trôi nhẹ nhàng này thôi, thả trôi thôi. Mặc kệ dòng đời thôi. Đó, đó. Ui, pha này qua được khá nhiều ấy. Mình nghĩ là pha này mình có thể tới được thế giới bánh kẹo luôn anh em ơi. Ui cá sấu lắm thế. Trôi đi, đúng rồi. Thế giới bánh kẹo. Úi dồi, đi khá xa rồi anh em ơi. Yes. Ui, đi được khá xa luôn. Sô-cô-la các thứ này. Con lành cành đào lên thẳng 30.000 tiền. Quất luôn quả xe này. Ui xe này 25.000 này. Mai sau chúng ta có thể đi được xe cảnh sát, xong rồi cả du thuyền, xong rồi xe buýt các kia. Có cái bồn cầu ở đằng kia nhỉ. Thế còn có quả chuối ở đằng kia là sao ta? Xe kiểu gì kỳ vậy? Rồi chúng ta sẽ quất quả xe 30.000 tiền đi. À đâu 25.000 tiền. 350 máu. Được chưa?
Xe này chắc đeo tổng thống anh em ạ. Nhiều máu thật. Ok, chậm rãi từ từ tốn nào, từ tốn nào. Khúc đầu này thì nhẹ nhàng thôi. Dần dần chúng ta sẽ càng ngày càng đi được xa nha mọi người. Mai sau xe của chúng ta sẽ lên được vài trăm máu hay nghìn máu thì nó còn ngon hơn nữa. Rồi, vẫn còn hơn 200 máu, vẫn bình thản anh em ơi, không sao hết. Let's go. Đi xa nữa xem nào, xa nữa đi. Ui, đụng lắm thế. Sao gì va chạm nhiều vậy? Xe này có vẻ hơi cồng kềnh anh em ơi. Không sao, vẫn còn 90 máu cơ mà. Thoải mái luôn. Ây à, cái kem. Ây à, đụng đúng cái bánh. Ây à. Mình đã tới được cái khu gì đây? Bảy sắc cầu vồng rồi anh em ơi. Wow. Thế giới bảy sắc cầu vồng luôn. Được chưa? Ngon lành liền. Từ xe bên này bao tiền nhỉ? 45 nha em, 45.000 nha. Nào 45.000 nào, 45.000 nào. Ủa, cố lên nào, cố lên nào. Pha này không biết lên được 45.000 không anh em ạ. Mình nghĩ là sẽ lên được tầm gần đấy đấy. Nhẹ nhàng thôi, đoạn này không được đụng nhiều như vậy. Đoạn này phải trôi qua, đúng rồi. Ui dồi ôi, anh em thấy chưa? Luôn lách đánh võng liền. Nào, cá sấu xoay, cá sấu xoay. Ây à, ôi. Nó xoay kiểu gì con tám máu này. Game bịp rồi, cá sấu mạnh vậy. Cá sấu, nào anh bạn này, lên xe không anh bạn? Lên xe không? Hình như có lên xe người khác được đấy anh em ơi. Rồi, nốt pha này mình sẽ đổi sang xe mới nha. Ê, hình như nhảy ra khỏi xe là vẫn được tiền anh em ạ. Nhưng mà chúng ta chạm vào cái gì là chúng ta cũng chết luôn. Thế nên là cách tốt nhất vẫn là phải ngồi trong xe. Rồi, 45.000 tiền nào. Pha này chắc chắn lên 45.000 tiền. Nào nè, cứ đoạn cá sấu phải cẩn thận nha. Đoạn cá sấu phải cẩn thận. Ui dồi ôi, mấy con cá sấu mạnh thế. Gặp mấy con cá sấu đi luôn anh em ạ. Không sao, 47.000 tiền rồi. Đổi xe. Xe này xe gì anh? Xe quân đội à? Ui, xe quân đội 500 máu. Được chưa? Thế này thì ngại gì vết bẩn nữa. Ui dồi ôi, 500 máu. Nó cứ phải gọi là quá kinh khủng. Nào, cá sấu với chúng tôi á. Ui dồi ôi, dăm ban cá sấu. Ừ, xuống thẳng cái khu vực bảy sắc cầu vồng luôn anh em ơi. Vẫn còn hơn 300, 200 rồi. Va chạm hơi nhiều nhưng mà xe này nó trâu quá. Hả? Ôi, mình đi được luôn này. Nhưng mà máu còn tụt luôn xuống 100. Hình như là cứ chạm vào cái gì đấy là chúng ta cũng sẽ bị tụt máu anh em ạ. Rồi, vẫn chưa qua được khu vực bảy sắc cầu vồng này. Khó nha. Xe cảnh sát này bao nhiêu? 100.000 tiền. 100.000 tiền hơi khó anh em ạ. Rồi, cố gắng lên 100.000 tiền nào. Chúng ta phải lên vào được cái thế giới bảy sắc cầu vồng ở phía tít dưới đáy anh em ạ. Không biết là khi nào mới tới được đáy xã hội ta. Hành trình tới đáy xã hội này có vẻ hơi xa vời. Úi dồi, cái gì đây? Kẹt cái bông hoa. Game xàm thật. Ôi, anh bạn nào đây? Ôi, có hành khách các bạn ơi. Ôi, hành khách này lên xe này là chuẩn rồi anh bạn ơi. Úi dồi, anh bạn cứ yên tâm là xe của chúng tôi là dịch vụ ok lắm anh bạn nhá. Hành khách này, hành khách này lần đầu đi chuyến đi này anh em ạ. Có vẻ hơi bất ổn. Sao xe này va chạm lắm thế? Mình nghĩ là do xe này nó to quá anh em ơi. Hình như là nó do nó to quá, nó đụng chạm rất là nhiều anh em ạ. Rồi. Ây à, hơn 500 máu mà va chạm nhiều thế này thì cũng chả ăn thua. Ui dồi ôi, sao thằng này vẫn còn sống này. Ok, chúng ta sẽ một phát nữa mình mới đủ mua xe cảnh sát các bạn ơi. Xe này trâu thì đúng là trâu thật đấy, 500 máu thì đúng là ok đấy. Nhưng mà nó va chạm nhiều quá. Cái thiết kế xe nó quá to. Rồi, rồi, nhẹ nhàng nào. Cho tới khu vực bảy sắc cầu vồng đấy. Nope. Ủa đấy, đấy, đấy. Mấy con cá sấu lại tốn nhiều máu rồi. Trời ơi, ok. Đây rồi, thế giới cầu vồng ngay ở dưới. Nào, trượt thêm tí nữa. Đúng rồi. Ủa ôi, toàn kem ốc quế thôi, kẹt ở đây thì kẹt ở đấy là pha đấy là đi rồi. Ủa ôi, xe bung cả cái nắp luôn rồi, bung cả kính luôn rồi nhưng vẫn ngồi rất chill. Đấy rồi, thế giới cầu vồng. Không biết là đã tới gần đáy xã hội chưa? Mình nghĩ là sắp gần tối rồi đấy. Ôi rồi, nổ tung. Và mình đã sở hữu hơn 100.000 tiền rồi. Chúng ta sẽ quất ngay cả xe. Ủa, xe này 200.000 à? Hay là đi phát nữa rồi lên 200.000 à? Thôi, đổi sang xe này đi. Đi nhiều xe kia nó cũng hơi chán. Ok, xe cảnh sát này có vẻ khá nhỏ gọn.
hơn 650 tiền, khá nhỏ gọn nha anh em. Mấy cái xe thường nhỏ nhỏ như thế này là lách nó mới sướng này. Đó anh em thấy chưa, rất là ít kiểu va chạm. Đấy đấy, mượt liền. Chứ thề nhiều máu nhưng mà xe nó to thì nó cũng không ăn thua anh em ạ. Đấy, mấy cái xe này nó chơi nó mới sướng này. Đó, úi dồi ôi. Nhưng mà có vẻ pha đấy hay va chạm hơi nhiều. Ok, cày lên 200.000 nào, cố gắng cày lên 200.000 nào. 200.000 quất luôn quả xe cảnh sát xịn hơn. Đấy, thoáng quá tới luôn thế giới bảy sắc rồi. Vẫn còn rất nhiều máu nha anh em. Còn hơn 200 máu này. Úi ôi, kẹt ngay quả bóng đấy ạ. Hơi đen. Nào làm phát nữa nào. Mai sau chúng ta có thể mua được xe tăng các thứ nha. Rất là kinh đấy. Úi ôi, úi ôi, úi ôi. Đau ta. Úi ôi. Mượt nha, mượt nha. Úi ôi, mượt. Mấy con cá sấu này là phiền lắm này. Nó quật kiểu gì mà đau máu thật. Rồi, thế giới kem. Làm phát nữa ra bảy sắc cầu vòng nào. Ok. Đấy, bây giờ nói chung là càng ngày anh em nâng càng xe xịn thì nó sẽ đi được càng xa nha mọi người. Xe càng trâu, mai sau anh em 1.000, 2.000 máu, 10.000 máu gì đấy là anh em tha hồ mà trôi. Đấy, anh em cứ nhảy xuống chả chết được đâu. Càng ngày chúng ta sẽ càng đi xa nha. Game này đại loại nói chung là nó cũng kiểu có công mài sắt có ngày nên kim ấy anh em ạ. Ủa ôi, 14 máu thôi đi. Không biết là ở phía dưới thế giới bảy sắc cầu vồng này có cái gì nhỉ? Chắc là phải có nhiều thứ lắm đấy anh em ạ. Không biết là khi nào chúng ta mới tới được đáy xã hội đây. Chắc khá là lâu đấy. Chắc là có khi phải mua cả máy bay. Ôi, pha này ngon này, pha này ngon này. Xuống đây mà còn hơn 500 máu là ngon nha. Ê, pha này khả năng là đi xa được nha. Ngon này. Ừ, đúng rồi, lách đi. Ui, xe này nhỏ gọn, lách thích thật. Đúng rồi. Trời ơi, hơn 300 máu, xuống luôn. Nào, hơn 300 máu qua được khu này không? Qua được khu này là hoành tráng này. Rồi, 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 lách rất nhanh. Không bị kẹt bóng rồi. Ôi, ôi, cái gì? Đừng kẹt nha, đừng kẹt nha. Đúng rồi. Hơn 300 máu, tuyệt vời. Ui, pha này ngon nhất từ trước tới giờ luôn anh em ơi. Pha này mượt luôn. Anh em, nó có mấy cái cầu thang hơi phiền tí. Đây ơi, tới đáy xã hội à? Ui, tới cả hang kiến luôn anh em ạ. Vãi, cả trưởng hang kiến. Thậm chí có cả ma quỷ dưới này luôn rồi. Ui, thần chết các kiểu rồi. Vâng, trôi thẳng xuống dưới địa ngục luôn. Rồi, chúng ta sẽ làm phát xe mới này xong rồi end video nha. Một tựa game khá là thú vị. 850 máu. Rất là trâu bò. Vâng. Không ngờ chúng ta có thể xuống được cả thế giới ma quỷ ở dưới anh em ơi. Ok. Nào trôi. Ui mượt, ui rồi ôi. Con xe này nó trong chống tre nó lắc. Nó xoáy cho quả. Xuống đây còn 700 máu này. Ui dồi ôi. Lần này chắc chắn là có thể qua được luôn thế giới cầu vồng. Đừng kẹt nha, đừng kẹt. Ui, xe này nó hip hop quá nhở. Vánh võng quá nhở. Rồi. Xuống âm phủ nào. Ai ai. Trời ơi, kẹt cái gì. Ui, trời ơi, hơn 200 máu của mình. Đèn thế. Ui, cái đoạn cầu vồng này nó kẹt. Ui, khó rồi. Cái đoạn cầu vồng này nó kẹt ở đây khó rồi. Xe này nó cũng to mà anh em. Ây à, pha để phí thật. Nào, xuống âm phủ một phát nữa nào. Xuống âm phủ một phát nữa chơi nào. Đó, dưới này toàn nhện xong ma quỷ các thứ anh em thấy chưa. Kinh vãi cả trường. Ui ôi, có cả đầu bay lơ lửng các kiểu ấy. Ok. Có cả chúa hề dưới này. Đấy, và nói chung đây là một tựa game mà chúng ta sẽ phải lao xe xuống vực. Một tựa game rất vô tri. Đấy, ngoài anh em có thể cày để mua máy bay, du thuyền, xe tăng, bồn cầu, skibidi, toilet 8 triệu tiền. Gì đây? Quả chuối. Xe buýt. Xe buýt này tiền nó nhiều tới mức mà còn hỏi chấm luôn. Đây, quả chuối này bao nhiêu? 1 triệu. Úi dồi ôi. Vãi cả trưởng bán cái này là 1 tỷ đấy chứ 1 triệu cái gì à trời. Kinh ngật. Ok. Ngoài ra anh em có thể bỏ G-Robust ra để mua bồn cầu vàng 600 Robust, chả hiểu để làm gì, chắc là cũng nhiều máu đấy. Làm skibidi toilet. Đấy, máy bay đây, 1.600 Robust đây. Xe tăng vàng đây, mạ vàng đây. Đấy, và nếu anh em nào thích video này đừng quên để lại một like và một đăng ký kênh nha. Và hẹn gặp lại mọi người vào những video lần sau.